anh với em cá độ. Dạ. Đó, giờ chơi không? Giờ mày chơi hết cái này. Dạ. Mày chơi hết cái miếng này nữa. Dạ. Ông nào hết. Còn nếu mà mày ăn không nổi, mày trả tiền cho tao. Đó. Chơi nghe kỹ đi. Chơi đâu? Chơi cầm tay. Dạ. Rõ ràng ha. Rõ ràng. Nếu mà hết. Hết. Anh mời hết cái cậu này, anh mời hết em. Để đây tôi mời anh luôn á. Đây. Hình như này là máy dưới đó ta. Máy dưới. Đường về chiều rất là đông đúc. Ta. Chào anh mua máy heo hả? Không. Đến làm gì? Đi ăn rồi. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại channel của mình là Quanh Đi Hùng đây. Trong thời gian qua ở nhà trên YouTube cũng như là Facebook có xuất hiện một cái quán bán máy heo nướng muối ớt hay là ớt cỏ gì đó mình cũng không rõ nữa. Công thức đặc biệt. Rất là hấp dẫn luôn nha, nhìn nè. Thì hôm nay mình sẽ tìm đến để mình thứ nhất là giới thiệu món ăn này cho cả nhà. Thứ hai là mình cũng có một cái thử thách nho nhỏ. Đây, lên má nè. Ồ, má này mới nướng xong cả nhà. Chú mới nướng xong luôn hả chú? Mới nướng luôn, nóng hổi luôn. Quá, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Rồi. Địa chỉ ở đây là số 126, quốc lộ 13, Thêm Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức. Nói sai là bị mở mồm. Rồi, thấy có cái anh đang làm cái gì bên trong mình hay không? Nên mình sẽ vào trong đó mình. Ồ. Anh đang hình như là pha nước chấm hay gì á. Vậy là đúng lúc rồi. Đúng lúc rồi, đúng lúc rồi. Ồ, wow. Trời ơi, chào anh. Dạ. Qua. Wow. Dạ, anh đang làm gì anh? Nay anh ướp máy heo. Ướp máy heo. Wow. Cái này đáng lẽ nhân viên của nhân viên nó làm. Anh chỉ làm qua cái nước sốt này thôi. Mà nè, cái nhân viên nó về quê nó làm giấy chứng minh. À, cái nước này đúng không? Cái nước này nó sợ phạt. Ở vậy nó kêu. Cái nó cho bây giờ nếu mà có bị phạt thì mày quy án đi. Có bị phạt thì tao chịu cho cái án tán nó đi. Chứ giờ không có người. Bây giờ tụi bay thay phiên nha, tụi bay nghỉ hai thằng. Hai đứa, ở lại hai đứa. Mà tụi nó chị em buộc không anh ấy. Rút nhà kéo gì hết luôn. Anh ơi, anh, em giới thiệu cho anh một bạn nhân viên phụ anh làm nè. Anh chắc em hôm nay em đến ngay cái lúc mà anh đang làm như vậy em cũng thấy nó ngạc nhiên với quy trình này nên anh có đã cho em làm chung được không? Ok, nhưng phải như thì có cái lúc trước giới thiệu với anh rồi, anh đi này lúc trước làm bên đầu heo với làm lòng nhẹ lúc trước bán lòng á, bán đầu lòng bán chợ Sơn Kỳ á, mẹ lỗi hả? Sài Gòn bên Tân Phú á. Ở đây là những cái phần này mình đã luộc rồi đúng không anh? Đã luộc, đã sơ chế hết rồi, đã luộc. Đã bỏ cái nước đầu làm mua về là mình cứ rửa qua bằng nước muối. Dạ. Quy trình làm cái này sáng 4 giờ là người ta phải giao rồi. Dạ. Người ta giao là mình làm, mình rửa nước muối, rửa trong vòng 6 giờ, 4 giờ mình rửa nước muối này kia 6 giờ. 6 giờ là mình làm luộc xả nước đầu không thôi, bắt đầu mình mới xả rồi vô mình mới luộc cho nó chín mà phải tới xong tới 8 giờ rưỡi. Wow. Mà 6 và 7 nồi nha, 7 nồi bự vậy nè. 7 nồi, bự hơn cái nồi này. Trời ơi. Lấy cái nồi heo bỏ vô đây. Rồi lấy nồi heo bỏ vô. Anh cứ là giống như nhân viên vậy đó, cho học việc mà. Đúng rồi. Anh cứ là không được lấy vá vỗ đầu. Ê, cái quá rồi đó. Thì mình bán đây là được lâu chưa anh à? 17 ngày à? Mới 17 ngày. Wow. Thôi. À, bây giờ có mấy ngày bán em nhờ cũng nhờ thằng Tài Phạm Dũng á. Phạm Dũng á. Phạm Dũng á, thằng Tài của tôi á. Anh Tài đúng không? Phạm Dũng với cái gì cái tên gái mà cực chọn á. Phan Diễm. Ờ, không biết. À, lấy cái này nè. Dạ. Cộng trộn trước, nè xuống. Đó. Đó. Rồi, cái này là mình mới bỏ vô và mình vớt ra dưới. Vớt ở dưới là vớt ra dưới. Vớt ở cái ở dưới là đãi cho mình cho nó thấm lại vậy đó. Bây giờ để ngon hay không là mình múc một muỗng đầy mình húp thử. Bao luôn, không cay. Không cay hả? Bao luôn, nếu mà không hết tụi luôn, nước luôn vô quá. Rồi, rồi, được rồi. Hấp dẫn quá. Đó, để vô vậy phải 2 tiếng rưỡi cho nó thấm gia vị đúng không anh? À, đúng rồi, cái này phải để một. Còn nếu không á là kiểu như nó chỉ mới có dính bên trên thôi đúng không anh? Đúng rồi đó, để vậy đó, rồi để vậy đó em mình nướng luôn á. Ồ, trời ơi. Rồi, nướng kìa. Nhìn cái màu nó giống như mùi sốt.
xì. Nhả thằng xì đúng không? Đó. Bị hết chưa? Một lít luôn anh ơi. Một lít luôn rồi. Hết cái này mấy cái kia đó. Còn nữa hả? Lỗ mày ơi. Dạ lít dạ. Lít nhiêu? Trời ơi. Lít là... Lít, lít là 4 xì. 4 xì. 4 dặm mà. Ủa em đang nói lít rượu quá anh. Trời ơi. Xì là 2 xì á. Trời ơi. Anh nhiệt tình quá. Chủ nhiệt tình quá cả nhà ơi. Rất là chân chân chết. Phải ghé ủng hộ anh chủ thôi. Trời ơi, bà làm hết cái này là anh còn phải làm nữa hả? Làm nữa chứ. Trời ơi. Đáng lẽ cái này của chân kia nó làm tới 10 giờ, tới 10 giờ 11 giờ xong rồi mà nay nó về quê rồi. Nếu mà phải mới, còn mới này không có làm luôn, là đem ra bán luôn. Cái đây nhân viên làm mình trả luôn, còn nhân viên này á, thì anh chỉ cần trả má heo thôi. Ủa, hỏi tao bao mày, vậy chỉ không tắm. Ủa, vậy con tắm luôn hả? Tao coi trên clip thấy mẹ ăn dữ quá, tụi mày quay. Dạ. Dữ không? Cũng vậy luôn á, ăn khỏe mẹ nữa. Nó ngon à. Dạ, dạ, ổn quá đúng không? Nhưng mà ổn á, ăn ăn nhiều mà không mập á, vậy mới hay với anh. Đó, đẹp á. Đẹp không? Được á. Ok đó. Này là ok rồi. Mình nhúng như là nó thấm từ trong cái, mình nhúng vô này là nó, mình nhúng vô ngâm này nó thấm từ cái khỏe. Từ cái nú này, từ đây ra thấm vô hết luôn. Dạ. Đây cái này là mình nó ấm như vậy là đó. Là nó đã thấm rồi là đó. Wow. À, quan trọng cái này là cái lợi làm á, là đó. Ở cái sùng á, cái sùng cái đó. Nó phải thấm vô trong đó người ta dùng mới ngon nè đó. Cái này hài lòng quá, cảm ơn nè. Đúng là có người ha. Chỉ cần chỉ một cái là học được liền. Họ giờ gửi anh trên đây mà. Rồi đợi để trong hai tiếng được 3 tiếng rưỡi là nó khô luôn. Nhưng mà bên mình là mình bán là từ mấy giờ đến mấy giờ vậy anh ạ? À? 3 giờ. 3 giờ chiều. 3 giờ chiều. Dạ, tới mấy giờ anh? 3 giờ chiều tới tối. Mà nó nói chung là hết sớm đúng không? Có khi là 6 rưỡi. À. Có khi 7 giờ. Trời ơi, bạn phải đi sớm. Mấy cái đó đó thì so lại lúc trước á bán một ngày á. Mới bắt đầu tôi lấy có chừng mới đầu tôi lấy có 30-40 cái à. Dạ. Tôi bán tôi tới 10 giờ đêm. Mới mới đầu tôi làm đó 30-40 cái bán tới 10 giờ đêm hết hết luôn. Bán còn mấy 30-35 cái. Mà bán còn bán chừng 28 cái, 17 cái tôi cho mấy mày số cho là. Chứ qua ngày sau tôi không ra đâu dám làm nữa. Mới ra mà ở đây mà điểm mới mà làm thử làm mà cũng vậy. Không không biết nói cho tôi biết con tốt gì đâu. Dạ dạ. Nghe cái anh Thành Dũng nó mập chuẩn vô quay xong tôi qua là bay vỡ trận vỡ trận. Tôi bán tôi gọi tôi làm 50 má. 50 tôi bán gì bán có 5 giờ hết không rồi. 5 giờ qua cái qua ngày sau tôi lên 120 má 6 giờ hết. Trời ơi. Qua ngày sau lên 180 má cũng 6 giờ hết. Yeah. Cũng quá lắm rồi, tài của bên tài 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 tài. À, đây, có bên này mình có bia luôn, có đồ uống không? Không, có bia thôi. Dạ. Anh ơi, anh Phạm Dũng là thần tài tới ủng hộ anh rồi. Thì tụi em sẽ là ông địa. Hôm nay anh sẽ cố gắng ăn. Hôm nay ông địa em sẽ tài được. Phình bụng. Hôm nay ăn má heo cho phình bụng luôn. Anh, hình như cái này là má dưới đúng không anh? Cái này là cái má dưới. Má dưới này nó rất là nhiều thịt. Má này nó rất là nhiều thịt này đó. Nè nó vậy nè đó. Má dưới là nó rất là nhiều thịt. Dạ. Còn má trên thì cái má trên là nó có gân. Dạ. Có gân. Gân. Gân và mắt. Dạ. Và mấy cái này là mấy cái trọng vò này hả? Đó, mấy em đậu phải lắm. Dạ. Nên cả nhà đến đây thì phải là 3 giờ bắt đầu bán và có thể là sẽ hết lúc 6 giờ hoặc là có bây giờ làm nhiều lên rồi làm giờ là 400 rồi à, là 400 là tới 9:30 giờ luôn à 9:30 giờ tối luôn giờ điểm tới 4 à điểm tới 4 bây giờ thì 7 giờ bây giờ 7 giờ mấy bán 200 mấy à dạ. Nghỉ một đêm mà đá này mình bán 900 mấy rồi mình kiếm được khúc nữa chứ nghỉ sớm làm cái gì dạ. Nếu vậy mà cái người mà người ta giao xương đầu cho anh á người ta cũng vô mảnh à lấy hàng không đủ hàng à, không đủ bây giờ anh phải đi lấy thêm chỗ khác đúng không lấy mà tại một chỗ á bạn hàng ra không đủ đâu à. Một chỗ bạn hàng ra không đủ tại tỷ bây giờ là một mình lấy một ngày đó là 100 má đầu á 100 má đầu là ra 400 cái má này nè à. 400 cái đầu 100 cái đầu là ra 400 đúng rồi thì một cái đầu được 4 khúc một cái đầu được chạy nhẹ nè chạy nhẹ nè nó là gì nè nó là gì là cái đầu nó vậy nè nó
Rồi lấy cái này. Cái đầu nó là vậy. Nè. Đó. Hai cái này. Rồi hai cái xương má, xương xương đầu dưới nữa. Trời ơi. Phải massage con mắt nhiều công đoạn quá. Ông thấy tại tôi thấy ông mới tôi chưa thấy ông này massage con mắt nó như này đó. Để cho nó thẩm thấu vô này. Tại cái con mắt này á là người ta dùng nó rất thích ăn dùng cũng ăn con mắt này. Thấy không, mày massage là đó. Con massage là đó. Đúng rồi, con nó là như này. Dạ dạ. Đó. Đó, massage nó như này. Trời ơi. Đó. Dạ dạ, có gì đó. Đó. Vậy là vậy nó mới thấm được đó, thấy chưa? Gọi là chân dạ. Nhưng mà nó hiệu quả. Như vậy nó thấm cái đâu luôn á. Dạ dạ. Còn cái nước sốt này là chắc là cái một anh suy nghĩ ra đúng không? Cái công thức anh suy nghĩ ra. Cũng nó nói chung cũng phải có cái này đi công thức không mà chứ mà làm không ra được ấy không có ra không ra được đâu. Dạ anh là mình quê ở đâu anh? Tây không? Anh Bình Thuận luôn á. Ồ. Em ở Đức Hòa. Đức Hòa Đức Huệ hả? Dạ dạ. Anh ngay chỗ tại Tân Trụ á. Dạ chờ Tân Trụ hả? Cháu thịt Đức Phai Phai. Ở trên đó có ai bán cái món này không anh? Chưa vô luôn mà giờ lên đây lâu quá không có về tại ông hồi xưa ở dưới quê rồi lên đây hồi năm 13 tuổi tới giờ rồi thì chắc là mình sẽ bỏ qua công đoạn đi giờ mình tới cái phần đặc biệt đi bên mình á là một người là sẽ ăn khoảng mấy cái má heo anh nói chung chung cho nó nói thì chung mình một người là chỉ một lần má à một má thì có mấy đồng nhậu thì có thể hai má còn chỉ người ta ăn uống nước ngọt người ta thưởng thức là không người nước ngọt em mua về là anh sẽ để trong một cái hộp với hộp kinh tấm mà nhưng mà phiên bản cỡ lớn à, giống vậy nè một cái như vậy là 70 và sẽ có ăn thêm mấy cái loại rau nữa rau và nước chấm bây giờ em nhờ anh làm trên trước 4 cái đi anh thấy không thì bây giờ em ăn trước 4 cái đi ăn hết em ăn tiếp rồi trời rồi trời cho em hai bên trên hai bên dưới ha em ở trên hai bên dưới đi ok ủa anh cái này á thì mình phải nướng trước đúng không anh? Đúng rồi, phải nướng trước chứ. Dạ. Bây giờ nếu mà cái hấp vô thì sẽ bây giờ nướng vô à? À bằng vậy thôi em không nướng hết rồi thôi thôi ba em tính kịp. À không nướng trước là không phải kịp. Không bao giờ kịp. Cho nên anh phải nướng trước sẵn như vậy. Rồi bây giờ mình sang 4 cái nè. 4 cái này là của em ha. Dạ. Rồi. Nhưng mà anh hình như cái này là mình sẽ nướng 80% đúng không? Xong 80% rồi dạ. Qua làm lại cái này đã 80% 85% luôn rồi. Đã bây giờ làm nóng lại thôi là mình dùng được. Nếu mà mình không có nướng trước, mình để như nè. Mình nó cũng dễ bị hư. À. Nếu mà tại anh ướp xong rồi thấy 10 giờ thì anh để tới chiều tới giờ này nè. Khách dùng cái nào anh đem rồi anh nướng cái đó. Dạ. Là thật nó sẽ bị hôi ơi. Bị hôi. Nó bị hôi ơi đẹp tại cái này nó chồng bên kia, cái kia nó chồng qua cái nọ. Dạ, dạ. Em không làm chính nó là nó sẽ bị hôi ơi. Dạ dạ. Em phải làm cho chính trước hết như là bảo đảm là cô sẽ không bị hôi ơi. Bây giờ anh phải nướng lại cho mình nè cả nhà. Cái này đặc biệt là nó không có lên lửa. Riu cái này nó lên lửa là không được à. Lên lửa là không ngon. Cái này nó lấy cái đậu nóng của nó cái lửa lên thôi. Dạ. Nè, quét thêm. Cái món này mình mua và để mình ăn tiệc với nhà nhậu á anh. Hả? Giận lắm ha anh. Anh thì nếu mà là anh á, anh ăn khoảng mấy cái là no. Không có, làm thì cái khẩu này không được rồi ơi. Cái nào không được hả? Nhà nào cũng đụng hết trơn, nhà nào cũng đụng mấy trăm cái thì sao ăn nổi. Ngạc quá ông nội ơi, ngạc không nội. Nhà nào cũng đụng hết trơn á, nhà nào cũng đụng á. Anh, ông nội này tính ăn 4 cái thấy dữ không? Cứ để coi sức nó sao quá là kia đó cái thôi. Từ từ. Nó tưởng nó ngon đúng không anh? Cười chắc nha. Cười chắc đó thôi. Đó là hành phẩm nè. Ồ. Lên cầm nha. Thơm quá. Ôi. Này nó có thêm cái xương nữa nên nó cũng nặng đó nha. Rồi ba cái. Nó thôi là lụm màng luôn. Lụm liền, lụm lúa. Đi vô đây. Rồi. Vô. A few moments later. Đây không, đây là một fan của kênh mình nha. Đó, anh rất là đồ. Anh này là anh có chơi game á, anh bên game đột kích. Hồi xưa mình cũng có đột kích luôn. Dắt xe. Để xe đây mừng quá, gặp thần tượng mừng quá để xe. Nhà em ở gần đây. Thử bèo quá. Rồng nghe không? Thử đúng rồi. Em quay cho hai người được không? anh thử gồng với lòng coi. Thôi em thua rồi, em yếu lắm rồi. Rồi em tập tại. Trời ơi, có gì đâu mà ngại không biết. Rồi vô nha, 1, 2, 3. Trời ơi, Zimmer vs Võ Sư.
Trời ơi, trời ơi. Rồi, cảm ơn. Nhưng mà trời ơi, mà gồng lên nhìn cứng thiệt á anh ha. Rồi, anh tên gì? Anh Sang. Là có ăn đột kích tên là thằng Béo. Anh Béo. Anh là Béo. Béo. Các bạn biết anh Béo giống anh nào. Rồi, cảm ơn anh nha, bắt tay anh cái. Rồi. Đến với quán của anh Quy. Ngày hôm nay thì mình sẽ thử thách coi coi ăn được bao nhiêu. Thì trước mắt mình gọi 4 cái thôi. Mình ăn hết thì mình sẽ gọi thêm ha. Ở đây là cả nhà sẽ ăn với húng lủi nè, đậu răm. Húng lủi và đậu răm là chính. Dưa leo. Và nước chấm thì có muối ớt đỏ. Cái này anh gọi là muối ớt đỏ. Để muối xanh là mình chấm với hải sản, muối ớt đỏ là mình chấm với thịt. Giờ mình sẽ thử thách nha. Cả nhà sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Bắt đầu. Mời cả nhà. Rồi. Wow, cái này nó vẫn còn nóng nóng luôn nè cả nhà. Ừ, miếng nha. Anh cho em nè. Cái này hả? Cái nước này biết nước gì không? Cái nước ướp đúng không? Cái này thì anh chấm cái này là cái này thử coi cái coi. Là bây giờ anh chấm cái này thì anh chấm một cái này á. Chấm cái này thử. Rồi chấm cái kia thử. Thử cả hai cái còn cái nào ngon hơn. Thế rồi. Cái anh có lúc anh ăn anh thấy nếu mà anh dùng anh thấy cái này ngon. Dạ dạ. Còn đó mà cái này anh chưa có kêu anh thử mà anh nhờ hai em thử chứ. Rồi ok, anh sẽ cho anh một cái nhận xét về món này. Tép. Đây, Lầu ơi. Ở đây là mình sẽ ăn với cái nĩa nha cả nhà. Ồ, miếng thịt nó đã được cắt ra quên một khớ luôn nè. Chấm vô. Mời cả nhà nha. Trời, cái muối ớt đỏ này nè. Nó hơi giống như nước tiêu xanh vậy. Còn cái lớp thịt thì có vị ngon. Và có vị cay từ ớt. Nhưng mà nó không có vị nó cay như anh chủ nói. Nó lớp da thấm đều với gia vị rồi. Lớp da bên trên thì kiểu như anh chiên ở ngoài á, anh nướng ở ngoài cả nhà. Cho nên là nó đã bị hơi cháy á. Và nó sẽ có một cái độ giòn. Nó ít thôi chứ không có nhiều. Cái đó là mình chấm với muối tiêu, muối ớt đỏ. Thì mình thử chấm với cái nước sốt ở bên anh nè. Nước sốt mà anh ướp luôn á. Cái này nó nồng mùi ớt hơn. Cái này mình thấy nó hơi có mùi ớt. Sốt hạt chua. Em biết nó giống mùi gì không? Mùi gì nếu mà em đã từng ăn gà bên Jollibee á, nó giống cái sốt mà rưới lên cái gà chiên á. Dạ. Ở đây rất là giống, vừa có cà chua vừa có ớt như vậy. Thì ở đây là có hai loại nước chấm luôn, các bạn có thể. Nhưng mà đặc biệt là các bạn không ăn cay các bạn vẫn có thể ăn được cái này. Nhìn cái màu vậy thôi chứ ăn vẫn rất là ok cả nhà. Rồi đây, nhấm vô. Ăn cái này có vẻ như nó cái nước sốt nó đặc hơn cái bên kia cả nhà, cho nên nó sẽ đậm đà hơn. Đúng rồi, cái này ăn ngon hơn. Thấy là một đậu răm á. Bù lại là phải có, phải chịu được cái gì không biết không? Ăn cái món này nè. Khỏi hèm á, ngán hả? Những người nào mà hay ăn đũa, ăn đồ á, sẽ phải chịu khó giơ tay một chút. Để ăn cái này là phải dùng những cái phần để mình cầm nắm á cả nhà. Vậy ăn vậy nó mới đúng phong cách chứ ăn này mà dùng đũa thì sao mà ăn? Nó không có bị cay không? Thanh niên chuyên trị má heo. Buổi trước mới ăn hai cái má heo hả? Ba. Nay quất 4 cái. Ở đây là lớp cơm này lòng. Rửa đây. Ồ. Cái thịt này nè, nó không bị hôi đâu. Cho nên cả nhà cũng yên tâm. Tại vì anh bán hết trong này không ạ? Không có đồ cũ. Anh chia sẻ với mình á, cái ngày đầu anh bán là được có 20 mấy miếng, 30 mấy miếng. Còn khi mà cuối ngày anh bán không hết, anh cho những người bán vé số, chứ anh không có giữ lại. Ở dưới là có chú cuốn đi qua, chú cuốn đi qua. Nhưng mà cũng có một vài cái bộ phận á, như cái này nè, nó chưa có được thấm hết, thấy không? Thì mình sẽ chan một ít cái nước này. Này á. Nhắc tới má heo thì cả nhà sẽ không thể quên được một cái món ăn rất là hấp dẫn liên quan tới bộ phận này. Heo quay hay gì? Không. Anh nói rồi sao em biết?
em dân bổ đầu mà em không biết hả? Thì bổ hết cái này ra cả nhà, là những người bổ chuyên nghiệp á, người ta sẽ lấy được nguyên cái mặt heo luôn, là gồm cái lỗ tai nè, cái mặt, cái má, má có lớp da với cái lỗ mũi. Mà có thời gian là bên công ty anh lấy nguyên cái mặt đó em, xong tối lên ăn. Em biết rồi, nhưng mà cái thịt đầu á, rất là thịt đầu á, em không có thích ăn. Nó có những khúc thì nó hơi béo. Nó béo. Khúc cái má đó thì nó hơi béo. Nhưng bù lại khi mà mình ăn cái đó, mình chấm với các loại như là nước mắm nhỉ hay nước mắm rồ, kẹp thêm miếng ớt cay cay nữa. Nhưng mà ăn ớt thôi, ăn nhiều quá chắc chắn là sẽ bị ngán. Em thích ăn cái phần này của cái miếng má heo á, cái miếng xương dừa đầu dưới của má heo á. Đây nè. Tại vì cái miếng thịt này nó mềm lắm, mình có thể lấy răng vào á. Đi luôn. Này á. Ăn cái này thì cả nhà thông cảm nha, nó sẽ bị hơi thèm lem một chút. Tại vì mình ăn mình xé, mình dùng cái nó sẽ hơi bị thèm lem. Thèm lem. Mấy con chó nhìn vào sẽ rất thèm. Vỗ tay, vỗ tay. Đá qua đắp vừa. Lộc ơi, nhìn nè. Ở đây nó có một cái lớp giống như là gân vậy á. Và cái này cả nhà biết cái gì không? Chắc là nhiều người chưa biết nè. Cái này là cái hàm dưới của con heo đó cả nhà. Ở đây là xương má, giống như mình vậy nè. Hàm dưới là xương má. Vô nha. Mấy cái này nè, nó giòn hơn. Có vị hơi phải cháy gì. Lẹp qua đây nè. Ê, thanh niên. Nghe, thanh niên mới đâu vậy? Nắng nè. Ngán rồi, chắc nó ngán rồi. Nó không làm ra luôn nè. Ngán đúng rồi. Có miếng thịt không? Xé, xé làm. Cây trời, không ăn luôn. Trời ơi, thịt mà nó không ăn. Thịt luôn á nha. Nó ăn ngán lắm rồi, nó ngán lắm rồi. Ở đây đi. Rồi, mình sẽ qua tới cái má bên trên. Má bên trên nó sẽ có con mắt cả nhà. Đây là lý do tại sao mà anh chủ anh kêu là hay có khách người ta đến người ta xin mua cái nước chấm này và cái sốt này về. Ở trên đây thì có gân, không có nhiều thịt như bên dưới mà có gân. Mà ở đây thịt nhiều nhất là con mắt. Đó. Đời hết luôn. À, ở ngoài ra ở đây có bê thui nữa nha cả nhà. Bê thui và bò lá lốt nè, bán ở ngoài đây. Cả nhà nhớ ghé ủng hộ nha. Nếu ăn ngồi nhậu ở đây á. Bê thui nè, có nước cam nữa, với nước giải khát. Chung ở Sài Gòn mình đó cả nhà, có nhiều nơi bán đồ ăn cũng ngon lắm, nhưng mà gọi là họ chưa có được cái giống như là anh Phạm Dũng đến quán này nè, thì anh giới thiệu được cái quán qua chưa có thần tài tới. Đúng rồi, nói vui là chưa có thần tài tới, chứ nếu mà thời tới thì thôi chắc đỡ không kịp. Ôi ôi, thầy Lộc. Nhưng cũng có những quán này đang buôn bán khá chậm á, bị những thanh niên tới bóc phốt đó dẹp tiệm luôn, từ đó sa sút luôn. Nó không gọi là thần tài mà gọi là âm binh á. Cô hồn các đại Lộc ơi, ôi ôi con mắt kìa, trời ơi nó đi la luôn, dở quá. Cắm hay là bắn nào? Mời anh đó hả? Mời thầy Lộc miếng đi. Mời con mắt luôn, cái này đi ha. Anh Lộc thử mà ăn và cho cả nhà nhận xét đi. À. Trên món này mình không có hảo lắm, nhưng mà mình cũng sẽ đáng cố gắng ăn. Thầy Lộc. Bác này đang làm bạc nha. Đó. Wow. Anh qua vị gì vậy? Món ăn hay á. Ủa thầy Lộc, lại là cái miếng thịt siêu nhiều ở ngay trên cái đỉnh mắt nè. Món này thì ăn cảm giác là rất là vừa vị. Cái anh không quen cái đầu á, nên là cũng hay là cái vị ướp á rất là khác lại thôi những chỗ khác. Nếu các bạn nào thích ăn đầu thì tới đây ủng hộ nha. Ở đây em thấy vị ướp đậm đà hơn á. Ở quán chả lọc cũ. Tại vì ở đây mình khi mà mình ăn vào á là mình cảm nhận được luôn cái mùi vị đồ ướp luôn. Màu bên kia á,
chắc là cô chú ướp chưa đủ lâu á nên cái mùi vị nó sẽ không có nồng như ở đây. Mấy món này anh này cũng quen, anh này cảm giác nó món ngon, không có ngon miệng nhá. Còn cái này thì kiểu như nhà bên đi Hùng bán á, nên ăn từ nhỏ rồi cả nhà. Ăn quen. Chứ cái này mình biết nhiều người ăn không nổi hai cái đâu. Không phải là no nhưng mà ngán. Rồi trong đây vẫn còn rất là nhiều. Là một chai Tiger chứ. Đây đúng con nhậu. Nên này bên quán cháo cũng đủ mình nhậu rồi đó. Nhưng mà bị mấy chú cho một ly á. Anh á, anh gọi là anh thăm ngàn em, bị mấy chú thăm ngàn lại á, đáng đời. Để cho nó đáng kiếm. Ủa. Mẹ đến sớm mẹ anh ơi. Tiếng này là nghe dài dài luôn á. Rồi hết nha. Đó, ok. Bây giờ em bao nhanh nè. Ở nhà giờ mình bao nhanh nha. Chào chị nha. Em mới ăn có 3 cái à. Cảm ơn chị không theo dõi kênh. Đây nha, có mấy anh làm mấy cái bạc nè. Đó. Đồng nghiệp ghê. Chiều tối rồi chưa ăn gì mà mới làm bạc nữa. Nó là quay chiều khó quay sau lưng á, quay cái tiền trả đất trăm dây cho. Thì quay rồi. Trời. Quay lúc nào vậy? Quay lúc đầu. Ý là muốn giới thiệu mấy cam á hả? Ừ. Quay lại lần nữa đi. Gì? Đây là cả nhà. Đây là có chỗ bán nước cam á. Đây, thấy chưa? Khi mình bán nước cam ở đây thì cả nhà muốn uống nước cam á cứ order là quán sẽ phục vụ nha. Hãy quay phía sau là bị phát hiện rồi. Giờ quay trước mặt luôn. Có cái nào bị chọi với cái đầu heo vào đầu rồi. Không có đâu. Có là em báo liền nha, né liền. Ồ, ai giờ ai đó. Vậy em dơ đầu heo em lên. Các anh em mới hiểu mình đang nói gì thôi. Anh lấy giùm em 4 tờ đi rồi. Anh gửi chỉ 50 đi. Tao để em lấy tiền bóp. 4 tờ là hết luôn á. 4 tờ. Có tiền lẻ. Thôi em lấy 4 tờ. 4 tờ đó nha. Em lấy 4 tờ nữa rồi chị cầm luôn đi. Bé này chưa ăn thịt được phải không? Ăn thịt được chưa? Hả? Được hả? Hay là mua cho chị con cái luôn đi hả? Gì? Mua cho chị con cái để chị mang về đi. Đây. Đây. À. Sẵn đây mình cũng giới thiệu với cả nhà. Cả nhà thấy cái logo bên trên đâu? Thôi đi làm nhìn. Em cả hết rồi mà. Cái logo của bạn Hưng á. À. Có một bài học ở trường Hoa Sen, bạn đó là cũng rành về Photoshop á. Bạn đó thiết kế cho mình một cái logo mà mình để trên đây là giống như là cái gì, Watermark hả? Watermark. Đó, để mà cái đánh dấu cái thương hiệu á. Rất cảm ơn chữ, bạn Hưng. Chữ ký nước á. Quán đông á nên chị đợi nha. Thầy Lộc Vinh nè. Đây lý do mà em thích á. Cả một cái đỡ ra luôn thịt trong dòng này phải không? Nhưng mà ở đây nó sẽ nhiều thịt đó nha. Sao đâu? Nổi chưa? Nổi chưa? Chờ chút. Không có la. Cơ mẹ ơi. Cơ mẹ ơi. Ồ. Giữ lại. Mới 3 cái à. Có ngập đi không ăn hả? Không, ăn quay thôi à. À được rồi chị ơi. Cái trời. Ờ ok chị, chúc chị ăn ngon miệng nha. Nổi không ngồi. Đây, nổi vậy rồi. Hết cái em rồi nha. Ờ hết rồi, tao hết rồi, kêu ra nữa nổi không ngồi. Anh cứ làm đi cho nó nóng. Chút đem ra luôn. Ở ngoài nóng sẵn nhiều. Trời tưởng tùm cơm anh giữ vậy. Ăn Phi vui lắm cả nhà. Ăn Phi có câu là giữ ông nội. Được không nội? Đó là kiểu như nói vui á của mấy người miền Tây á. Giữ gì cha? Giữ cha, giữ ông nội. Cha. Đấy, chơi hả? Đó đó, anh đi này trong đầu nghĩ gì phải không? Ô chủ mình. Ô chủ đi bên kia, chủ đi bên kia. Nhiều chủ quá. Giống như là bị tan đồng quá. Nhiều chủ quá.
sau đó sẽ nghe tiếng tại sao chỗ lại xiết cổ mình chỗ cái gì mà người mình khỏi của mình bị giật mở mắt ra tại sao mày không còn lông không mở mắt ra đầu tiên á là thấy những đồng loại á đang nằm cùng với mình thế tôi nha anh với em trái lộn dạ đó giờ chơi không giờ mày chơi hết cái này à. Mày chơi hết cái miếng này nữa à. Không đâu hết còn nếu mà mày ăn không nổi mày trả tiền cho tao đó suy nghĩ kỹ đi rồi. Còn nếu mà em ăn không nổi thì trả tiền cho tao thôi không gấp rưỡi rồi nghe không mà cái đồ mà mình phải có mình phải chịu thua chứ ảnh mà thấy là ảnh mời mình hết còn nếu mà không thì mình trả anh gấp rưỡi vô luôn chơi cầm tay ờ rõ ràng ha rõ ràng nếu mà hết hết anh mời hết cái cậu này anh mời hết em dạ đó còn em mà không hết anh chảy gửi lại cho anh gấp rưỡi ok anh gấp rưỡi rồi mua về cho anh ủng hộ thêm anh mấy cái má nữa nếu mà hết ăn hết cái này về đi mấy cái má nữa đi luôn trời không còn nếu mà chạy vô ăn không hết trả tiền à. Rồi ok anh Phi quá anh ơi gán nha gán nha anh Phi nha ông nội này hay lắm nè ông nội này chơi vậy là hay nè ok quá trời tới tôi bởi anh luôn á hình như này là máy dưới đó ta máy dưới rồi mà tao đi lên trên kia mày đừng gần mày bỏ vô cái vỏ kia mày kia này chết tao như mày rồi rõ ràng nha tao đứng kia tao cũng nhìn coi camera cạnh này á chứ mày chơi xong rồi bỏ cái vỏ xong rồi hết rồi đúng không anh yên tâm cho anh em là uy tín đây là bao nhiêu cặp mắt đang dòm á anh đúng rồi yên tâm đi sao mà bỏ được Phi ơi kẹo này thì hơi căng anh Phi căng á anh Phi như vậy anh Phi anh đưa lại cái móc cho mình luôn á nằm cả thôi anh Phi ơi muốn mừng kèo mấy em đúng ok dạ cả nhà ơi ăn mừng trước đi anh em anh hùng ơi nói chứ mình hoàn toàn không có gà kèo nha cả nhà anh Phi anh rất là nhiệt tình anh cả nhà đừng có kêu là mình đi ăn chụp rồi dùng vỏ rồi chủ quán nghe nha mình buồn lắm á buồn ăn tiếp một cái nữa ghê hả ô buồn lắm á buồn làm anh ly luôn rồi cái món này là ngày xưa nhà mình khoái ba mẹ mình rất là hay đem về cho mình ăn nên mình ăn riết mình quen và mình ghiền á tuổi thơ đúng rồi giống như món ăn tuổi thơ và một thời gian dài mình đã ba mẹ mình hết bán rồi cho nên mình không còn ăn được món này nữa bây giờ mình quay lại mình ăn mình thấy thèm hơn lúc trước cho mình ăn nhiều ra vậy á đúng vậy đó là những cái hương vị mà tuổi thơ đã quên về tuổi thơ hồn trôi qua thật êm đềm gắn với những tiếng bổ đầu heo và khi ra phụ ba mẹ thì bật vài câu chuyện ma đúng rồi đứng cắm chuyện ma thật là em đẹp lâu lâu mẹ kêu không nghe á mẹ quăng cái lưỡi vào mặt ô trời con hả mẹ được rồi thanh niên ăn chưa thật chứ thanh niên đang đúng đặt luôn á rồi anh đưa cái thử thách mình phải ăn cặp chứ anh à. Giờ em cũng muốn ngắt ngư rồi anh ơi biết giờ sao đây quay không quay cả này thôi khỏi tôi gấp rưỡi thôi mà cá độ mày chơi chứ ai mà chơi vậy đúng không chơi là chơi tới bến đúng không anh cá rồi quân tự nhất môn chứ sao mà rút lời lại được rồi anh đấy, anh yên tâm em sẽ chơi tới cùng rút lại thì anh may á không rút lại thì anh mất đó. Thiếu nhi nha năm cái má heo luôn á thiếu nhi cười thấy ghê không ghê không thấy ghê không cười cổ
dồn dập luôn á. Dồn dập luôn rồi, dồn dập luôn rồi. Là cho em nghỉ một xíu rồi không? Nhưng mà bây giờ là 5:50, sắp bây giờ mình đang clip. Mọi muốn trời thì lâu quá, nên là mình tranh thủ đang tới 5:00, 6:00. Rồi mình mặt trời đã xuống núi, hoàng hôn đang chiếu vào mặt của Phan Thiên Hùng. Lúc sau á, ngày giờ cái đó nó hơi ngán chứ. Vô mời đâu. A few minutes later. Comment mấy? Comment 2. Vẫn là thua người ấy. Thua con Nam Lương 3 giây. Vừa sức hình, vừa gái không nổi đâu. Chắc chắn luôn. Phi Lại giám sát anh Phi. Lại giám sát chứ đâu có để tự tung tự tác được. Cái cuối nè, cái cuối nè. Đó là em ăn vậy đủ, đúng tiêu chuẩn chưa? Sạch chưa? Dạ ngon chứ. Cái lỗ mũi nè, cô nội ơi. Lỗ mũi luôn nè. Nói chưa? Cho mày thịt nè. Không ăn luôn. Ai vô là cũng người cái có heo á. Ai vô cái người mà cái cái. Người cái. Hồi nào tới giờ từ hồi tôi bán tới giờ tôi chưa thấy ai ăn như vậy luôn á. Đầu tiên tôi thấy cái túi thiệt. Ông nội ghê thiệt. Cũng thỉnh ăn thiệt. Hả? Nhà chị qua đây hả? Nhà chị qua tới đây đó em. Dạ, chào chị nha. Chào chị. Nuôi sò bò, Nguyễn Sơn. Sò bò trong hẻm á. À. Hẻm á có hai vị khách. Ở Hà Nội vô ghé đây. Mời anh ghé Hà Nội. Ông đang có hai cái nhà hàng ở Hà Nội á. Ông thấy vô đây cái món này này, ông ở phòng thương mại chưa có. Ông mời đi ra ngoài. Đi động mà không bởi vì có bán công thức á. Có bán công thức còn thì đi ra ngoài. Là ông lo cho, ông bán trong thương mại với máy bài này kia hết mà nói luôn. Đây anh kê tên bạn này kia. Bán ở đây thật là tốt. Sau đó mình sẽ phát triển thêm anh. Hồi đó họ nói cho chưa đi Hà Nội, đi Hà Nội thử. Hồi đó coi ở đây. Đây là quần quýnh hết, tức sớm lên là cho anh tục tiêu ngoại thử bớt rồi sao. Nói cho chưa biết đi máy bay thử coi. Em có đi máy bay gần đây á. Có đi lần đầu tiên, khách đây khoảng 1 tháng rồi. Nhỏ lớn nhờ chưa đi máy bay lần nào. Bây giờ máy bay trên trời rồi. Thấy rồi. Mà chưa có leo lên. Bây giờ đi thử với anh. Đã lắm. Hoàn thành thử thách anh Phi ơi. Là hết nha. Rồi hết rồi, xong. Ok, chúc mừng chiến thắng. Em ăn xong cái đã. Rồi. Nè. Đó bây giờ bán chưa thấy luôn á. Chưa thằng này là đầu tiên nhập thấy luôn á. Rồi vậy cũng thôi. Không mà, ăn tới giờ là cũng no lắm anh. Không có đâu. Không. Rồi chiến thắng. Rồi cảm ơn anh. Rồi cảm ơn anh. Rồi cảm ơn anh. Rồi. Cho thêm cái nữa. Cuối á mỡ. Mấy cái miếng thịt mỡ hơi khó nuốt. Mình phải uống cái nước này vào. Hết chai nước không cả nhà. Đây, thêm một loại thách nữa, uống hết chai nước. Khô quá mà, với đây nó nhiều cái loại nước sốt á. Hôm nay á mình đến với quán máy heo nướng của anh Phi. Thấy trên hình á, ảnh thấy cũng hơi dữ á. Nhìn nét mặt thấy hơi dữ, nhưng mà khi mình đến á cả nhà. Với cái bóc dáng của anh cũng như là cái tính cách của anh á thì mình thấy anh rất là gọi là vui vẻ và hài hước nữa, có chút hài hước nữa, có một cái chất gì đó, có một cái chất gì đó mà giống như người miền Tây á, rất là chất phát cả nhà. Và anh bán cái món máy heo nướng này tuy là chỉ mới bán có mười mấy ngày thôi, nhưng mà nhờ được kênh của anh Phạm Dũng đến như là một thần tài á, có được một cái lượng khách khổng lồ luôn. Em hy vọng là clip này lên á thì sẽ có thêm khách tới á, anh sẽ vẫn giữ được cái chất lượng bán như ngày đầu luôn ha. Đến đây cái nhà có thể một là mua mang quà, hai là mình sẽ ngồi ăn ở trong một cái không gian
giống như là quán nhậu vậy á. Nhưng mà theo như mình thấy trước đây quán này là quán nhậu, còn bây giờ nó là một cái quán ăn đó anh Lộc. Là vì sẽ có những cái bạn trẻ, các bạn mà theo dõi trên YouTube, Facebook, họ tìm đến để họ trải nghiệm cái món máy hồi nướng này. Vì cái món này không nhất thiết phải là mình nhậu, mà mình cũng có thể ăn ăn bình thường, uống Pepsi như bên đây cũng vậy cả nhà. Một phần chỉ có 70.000 thôi, nhưng mà bảo đảm luôn, thịt nhiều và ướp gia vị rất là ngon, mùi vị đậm đà. Và anh có một cái loại nước sốt nữa cả nhà, đó là nước sốt này nè. Đó, khi mà mình chấm vào á, cảm giác như là mình đang nhảy nhụa trong một cái đống thạch á. Đó, nó cứ nhão nhão bên trong, chạm vào đầu lưỡi của mình thì cái mùi ớt nó bay lên. Tuy là mùi ớt rất là nhiều mà nó không có bị cay. Có dịp nha, cả nhà hãy ghé vào số 126 đường 113 để trải nghiệm món máy heo nướng ngay cầu Bình Triệu đâm thẳng lên. Món máy heo nướng trái, máy heo nướng muối ớt siêu ngon này của anh Phi nha. Để nếu mình có các fanpage trên Facebook như mọi yêu mến, như là muốn cập nhật các sự kiện minigame event, hãy like cho fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký luôn cả kênh Funny Hùng Vlog. Nhà ơi, anh em mình sắp được 300 ngàn rồi. Hãy tranh thủ nhấn vào nút subscribe màu đỏ và bật cái chuông lên để ủng hộ cho kênh em mình nha. 300 ngàn mình sẽ có một mini game dành tặng cho cả nhà. Mini game này hứa hẹn luôn sẽ ai cũng thèm hết. Yeah. Rồi sắp tới như các bạn có cái thách nào thì để lại mình comment, mình sẽ xem xét và đưa những bình luận. Quật nhất, làm clip cái nhà cũng tốt nha. Ok, xin chào các bạn.